Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào liên quan tới 16 hộ dân cần thu hồi đất và phải tái định cư. Tuy nhiên đến nay việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư còn rất chậm, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của chính quyền địa phương. Nhà bà Cao Thị Lân nằm ở sát ngã tư giao nhau giữa đường Lê Quý Quỳnh với đường Đỗ Thế Diên. Theo phóng tuyến dự án thì ngôi nhà 3 tầng diện tích 120m² mà bà đang ở phải giải tỏa. Vào đường thì nhà tôi cũng chấp hành thôi. Đấy, người ta không thông báo gì, đưa giấy là để trong diện giải tỏa, xong lại đưa giấy để đo đếm. Thế chúng tôi cũng chấp hành. Bây giờ tôi chỉ mong muốn là nhà nước giải tỏa thì nhà thì của chúng tôi như thế nào thì lại hoàn lại cho chúng tôi để chúng tôi có nơi ăn chốn ở để ổn định cuộc sống. Còn đây là xưởng mộc của ông Nguyễn Khắc Dưỡng, xưởng bám mặt đường dài 30m, chiều sâu 8m. Với tổng diện tích 240m² ngay tại trung tâm phường Nhân Hòa. Theo dự án, sẽ phải thu hồi toàn bộ diện tích nhà xưởng của ông. Có thể nào di rời tái định cư khu dân cư chỗ khác thì là anh em là di rời thôi. Dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đi qua 3 phường xã của thị xã Mỹ Hào với tổng chiều dài 4,7 km, trong đó qua phường Nhân Hòa 3,5 km. Phường đã giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt bằng đất nông nghiệp cho đơn vị thi công. Chỉ còn 16 hộ liên quan đến đất thổ cư cần phải đợi đất bố trí tái định cư. Thị xã Mỹ Hào đã quy hoạch và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận vị trí tái định cư rộng 11.000m² tại tổ dân phố An Tháp ngay cạnh vị trí dự án đi qua. Địa phương đang tiến hành giải phóng mặt bằng. Đến nay mới có 3 trên tổng số 30 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ đền bù. Đây là vấn đề mà Nhân Hòa cần tập trung tháo nút thắt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tái định cư, gây cản trở dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài qua địa bàn. Mục tiêu chúng tôi đặt ra thì muộn nhất là trong cái giữa quý 2 này là phải hoàn thành được cái nội dung là giải phóng mặt bằng khu tái định cư. Nhằm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phường Nhân Hòa vừa thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn phường. Với sự chọn người, phân vai cụ thể, cùng tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, hy vọng công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm đường Hà Nội - Hưng Yên kéo dài nói chung và dự án tái định cư nói riêng trên địa bàn phường Nhân Hòa sẽ đúng tiến độ, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân và phát huy được hiệu quả dự án, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng đồng bằng sông Hồng.